Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh, mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Vợ chồng Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân cười thả ga. Khi đi du lịch, biểu cảm của cậu cả gây chú ý. Khi mẹ Kỳ Hân đưa điện thoại lên chụp hình thì cầu cả có vẻ không hợp tác, liền biểu cảm nhăn mặt rất lém lĩnh. Mùa hè gia đình Mạc Hồng Quân, Kỳ Hân cũng tranh thủ được các con đi du lịch cặp đôi mới đây đã đăng tải những trải nghiệm đáng nhớ tại khu nghỉ dưỡng ở quy nhơn bình định hai bé nhà nam cầu thủ đã được tiếp xúc với nhiều loại động vật tuy nhiên cậu cả nhà kỳ hân dường như không thích mẹ chụp hình biểu cảm nhìn hướng khác hay không hợp tác của cậu bé khiến nhiều người phì cười mà hồng quân chia sẻ một ngày trải nghiệm vui vẻ của hai em nam cầu thủ cười như được mùa khi đi bên vợ biểu cảm chẳng mấy hợp tác của cậu cả nhà kỳ hân chân dài đã rất vất vả mới vứt vát được một vài hình ảnh chỉnh chu của nhóc tỳ vậy mà cho tới giờ vẫn có người bình luận về dung mạo của con trai kỳ hân nhất là bé đầu phẫu thuật xong đẻ con ra là biết liền mai mốt chắc phải đập đi xây lại thôi kỳ hân tỏ ra vô cùng bức xúc vì đến đứa nhỏ cũng không tha xưng hô mày tao và tuyên bố sẽ dạy antifan nếu người này dám đứng trước mặt cô nói lời kiếm nhã nhiều năm qua dù chỉ bán hàng trên mạng nhưng kỳ hân vẫn có cuộc sống đáng ngưỡng mộ sau đôi có nhà biệt thự xe sang và hai con ngoan ngoãn mối với nhau cả khoảng thời gian dài nhưng chân suốt mạng hồng quân vẫn luôn dành điều ngọt ngào cho vợ mạng hồng quân xin tiền vợ tiêu vặt dân tình bật cười với số tiền kỳ hơn cực thoáng khi chuyển khoản kỳ Hân đã chia sẻ đoạn clip mà Hồng Quân xin tiền tiêu vặt mà dân tình cười xỉu lên xỉu xuống. Trên trang cá nhân của mình, Kỳ Hân đã chia sẻ đoạn trò chuyện qua tin nhắn cùng với Mạc Hồng Quân. Cô hài hước chú thích, đời sống khó khăn, bén từng 200g tôm sấy muối ớt thì phải vậy thôi, phải không các bác? Đầu nội dung cuộc trò chuyện của hai vợ chồng nhà sau việc này mà dân tình cười bò. Cụ thể mà Hồng Quân đã nhắn tin xin Kỳ Hân tiền tiêu, anh hứa có lương sẽ trả. Nhưng nàng siêu mẫu tỏ ra hào phóng khi quyết cho chồng luôn mà không cần trả. Từ 100k trên ngày mà Hồng Quân đã kỳ kèo lên được 150k trên ngày từ vợ, lập tức kỳ hơn chuyển khoản ngay vợ luôn. Tuy nhiên khi nhận số tiền vợ cho, bà Hồng Quân than thở, eo cho hẳn 4 triệu rưỡi, không thêm được 500k tiêu vặt luôn, thoáng hơn chủ thoáng luôn. Ngay tức thì kỳ hơn đáp lại, theo như chồng xin là ngày 130k mà vợ đã cho 150k thì 20k đó tiêu vặt đi. Nên danh thủ đành câm nến trước lý lẽ của vợ yêu. Mà Hồng Quân xin tiền vợ tiêu vặt dân tình bật cười với số tiền kỳ hơn cực thoáng khi chuyển khoản. Đây trò chuyện của Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân khiến ai cũng bật cười. Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân là cặp đôi chân dài và cầu thủ nức tiếng của làng giải trí Việt. Ban đầu cả hai chịu nhiều chỉ trích từ cư dân mạng, tuy nhiên họ vẫn âm thầm nắm chặt tay nhau xây dựng gia đình hạnh phúc. Đến nay cặp đôi có với nhau hai nhóc tỳ kháu khỉnh và một cơ ngơi bề thế vững vàng. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo